Bây giờ mình sẽ lắp trên máy tay rồi ha. Cái trên máy tay là do mình tự thiết kế nha. Đó. Vô. Bạn nào muốn tham khảo trên máy quay này thì xem clip sau của mình nhé. Cái điện thoại vào quay qua quay lại, nâng lên nâng xuống đều được nha các bạn ha. Đó. Ok. Rồi, ở đây mình sử dụng là đạn nhựa nha các bạn nha. Đạn nhựa. Đây các bạn xem đạn nhựa này. Đấy. Đạn đạn súng hơi bắn bi đạn nhựa các bạn. Này. Đúng chưa? Đạn nhựa màu xanh nhá. Đây là ok, bây giờ mình sẽ bây giờ mình cài đạn. Bây giờ mình sẽ bắn cái lon gần trước. Yeah. Yep. Yeah. Yeah. Chỉnh chưa? Rớt đi các bạn. Đây. Chai C2 mình mới chuyển chỗ, mình để lên trên trên nóc trên cùng luôn. Mình phóng to lên các bạn xem nha. Đó. Hôm nay mình vừa hạ sát mục tiêu ở đống gạch này, cái lon này nha. Xa lắm các bạn. Đó, lon C2 là hơi bị xa luôn á. Tương đương khoảng chừng lên đất này chừng nó tương đương khoảng chừng 20 mét nha các bạn nhé. Lon C2 khoảng chừng 20 mét nha. Ok. Yeah. Các bạn thấy nó rớt chưa? Yeah. Bây giờ mình thử đi xem cái sức sát thương của cái súng nó như thế nào nha. Đạn nhựa mà. Đây các bạn này. Test. Đấy. Test luôn nha. Không phải đơn giản đâu. Mình bắn hộp quẹt mà đây là lon đầu tiên nha. Mình bắn hộp quẹt mà nổ hộp quẹt luôn rồi các bạn. Con này thì hơi hơi thôi. Con này cũng test các bạn này. Lỗ luôn nha. Không mặn nữa, mới đơn giản thôi nha. Con này móp. Móp ngay đầu. Còn lon nhựa thì khỏi nói rồi, quá xa. Chắc chỉ móp thôi. Rồi, như các bạn đã thấy mình test súng như thế nào. Nói chung là chuẩn xác 95% nha. Còn dựa vào độ tập luyện của các bạn nữa. Chứ bắn tay mơ là chắc cũng không trúng vào đâu. Súng này là mình là chế nha, chứ không phải là mua đâu các bạn ha.
chế từ A đến Z luôn. Hai tầm tương đối là ok, ổn định này, không mình cảm rất là ngắm rất là thoải mái. Độ chính xác thì rất là cao. Còn các bạn nào muốn chính xác cao hơn nữa thì mình mua cái ống nhắm á, một cái ống nhắm mấy trăm ngàn á, về gắn đây thì bắn rất là chuẩn nha. Cái này mình ngắm tự tạo thôi. Ok, cái gì cũng phải tập luyện thì các bạn đừng có hỏi mình là bắn như thế nào, tại vì mình chỉ rất là khó, dựa vào cảm giác thôi. Với lại mình bắn súng nào thì mình bắn một lúc thì mình sẽ quen tay thì mình bắn nó sẽ chuẩn. Đấy. Anh em thấy hay thì chia sẻ clip ra nhá. Chia sẻ clip cho mọi người cùng biết, rồi nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo. Mình sẽ làm nhiều thứ hay hơn. Rồi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.